một cái nhà là sổ số kiến thiết để cho người ta bay bán cái đấy để người ta kiếm ăn. Nhưng mà nó Vâng. về như vậy chứ, thương với binh Việt Nam đi bán số số cụt tay cụt chân đi bán vé số nọ kia, may cộng sản người ta mở cửa cho mà có việc làm mà ăn được rồi đấy, chứ còn đợi chúng mày ở bên nước ngoài mà gửi tiền về nuôi chúng nó chết 7 đời rồi, không còn ngày hôm nay. Nói chứ về, nói chứ nói là cộng sản bắt cho không có cho nó ăn ở với lại cho nó đi thế nọ, nhà thì cho nó ở, chứ nếu như ghê gớm chúng nó, người ta tịch thu nhà lại cho nó đứng ngoài đường à, cho nó ở vào trong trại nó ở, cho nó vào trong cái chỗ mà nó nhốt một cộng sản mà nhúng vào trong chậu nước sôi đấy, cho chúng nó vào đây ở. Nó không biết điều mà nó không biết nghĩ. Em nói như ông anh em, ông làm giải phóng xong là ông ở trong cái trại mà cai trị những cái người gái điếm mà ở trong Phục hồi nhân phẩm, nó gọi là phục hồi nhân phẩm. đấy, bộ Phục hồi nhân anh ở phẩm. cái trại quản quản cái người đấy, là cái bọn nó lấn may mặc này, nó bảo bọn em không phải đi gái điếm đâu, chồng thì đi chống đi 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 lính Mỹ án à, đi mình đấy, lính Nguyện đi cộng sản quá mà đi ngụy quá, rồi là sau là cái kiểu đi kiếm tiền để nuôi chồng, rồi là cái kiểu là có tiền rồi xà vào cái, rồi cũng có người là nó bắt buộc phải làm cái đấy, rồi là bệnh rất là nhiều, nhưng mà có người người ta chữa được, có người không chữa được chết. Nhưng mà nếu như không có cộng sản thì cái tệ nạn đấy, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa về có gánh gì không, mà nó khi nó tụt định quần phạm Mỹ nha, Dung nha. nghĩ rằng là cái đất nước Việt Nam mình ấy là nó tàn không còn một cái gì nữa, mà đến bây giờ nó dọn, người ta dọn dẹp đi được như cái ngày hôm nay mà nó đang còn nói là Việt Nam mình à không phát triển với không nghèo, hắn làm được cái gì Ủa cho cái tổ đó bọn nó, em nghe bọn nó gì về Việt Nam thật sự, anh về một năm, anh về một lần, một hai ba năm về một lần, là coi như thấy nó đổi mới từng ngày một, em hiểu mà không? một năm về là em không nhận ra người nữa, mà Ừ, không đúng nhận rồi, nữa. Thay đổi liên tục, nó đúng, thay đổi liên tục, nhà chứ đừng có cửa nói là xây bây đây giờ bây giờ đi. anh về Bắc Giang đấy, đường nó làm là đường đường đôi, mà bên này á, là bốn đường ngược chiều, đường lạnh đường bốn đường ngược chiều, đường 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 ở rộng mênh mông ra, thì anh thử hỏi Bây rằng giờ là chắc là anh về anh chả chả biết được cái ngày xưa cái đường nó bé tí thì tí, không? Ngày xưa anh ở đường, anh đã đường quốc lộ ở từ Hà từ từ mà Yên Viên mà đến 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 Lạng Sơn, mà anh biết anh qua đường đó, anh đóng quân ở ở ngay 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 Vôi, xong là ở Hà Bắc, anh ở Tân Yên, ở chỗ gần nhà em đấy, em ở Yeah. gần Tân Yên phải không? Vâng. Có phải không? Vâng. Đóng quân ở Cao Xá gì? Anh ở Ca Xá ấy, Ca Dạ rồi. Xá, Cao Thượng thì Ca Xá, anh đóng 3 quân năm ở đó đấy, từ Dạ tám rồi. mươi 83 là coi như anh nên nên hữu lũng Lạng Sơn. Thế thì em Huy đang hỏi bảo là em chứ thấy chúng nó là nó đòi hỏi, mà nó bảo đi này. Cái gì đây, cái nghĩa địa của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, nó yêu cầu cộng sản về xây lên giống như là địa chỉ Bọn nó Việt Nam. điên khùng. Chúng mày cái lũ phản quốc phản nước giết người dân người ta, mà bây giờ chúng mày lại bảo người ta phải làm theo giống người ta phải hy sinh như thế nào người ta mới được như thế, mà chúng mày lại bảo chúng ta phải đi làm, chúng mày là cái gì, chúng ta phải theo nghe lời chúng mày. Nó nói những cái kiểu buồn cười. Mà em nói nghe, những các cái nghĩa địa của Việt Nam Cộng Hòa đấy, nếu như không có cộng sản người ta quản lý cho người đến dọn dẹp, ngày nay chúng nó về có còn mộ nữa không, nó Đúng chứ mở rồi, đúng rồi, cô láo đúng bây rồi. Anh nói là để anh nói về bên vấn đề là coi những người mà đi theo, kể cả theo Pháp, theo Mỹ, theo này này. À, anh ở xóm anh rồi là họ hàng cũng, anh cũng có những người mà đi theo lính ngày xưa, tại vì nhưng có khi người ta tham gia cái thời xưa mà chưa thành lập quân đội đâu. Ngày xưa là gọi là tự phát từng nhóm từng nhất, người ta coi như là người ta đi theo cách mạng chẳng hạn đấy. Thế khi mà người ta về thì coi như là thất lạc đơn vị, đâu phải nó từng nhóm chứ không phải là theo như quân đội, như về sau này là thành lập quân đội là có tiểu đoàn này nọ chính quy đâu. Cái thời mà trước 4 năm đấy, em hiểu không, người ta đi kháng chiến không phải là, thế là nhiều khi người tham gia một nghĩa quân nọ một nghĩa quân kia chẳng hạn đấy, để mà đánh lại Phật Pháp, khi về mà không cái đó là bị đánh cơ sở, bị đánh ra thì người ta phải về về thì là về địa phương thì bị bắt đi lính chẳng hạn đấy, đi lính thì đi lính lính Pháp chẳng hạn, đi theo lính Pháp thì khi giải phóng thì người ta cũng phải đi tù chứ, em hiểu không? Đi tù sao thì
Không, xong mà khi mà đi tù thì người ta cũng chấp hành chỉ vài năm, 2-3 năm ấy, em hiểu nên, Tuy chứ ngày không phải là nhiều như bọn kia đâu. với Vì người anh ta ấy về thì người ta cứ làm ăn chứ người ta chống phá nhà nước đâu, em anh hiểu trai em đấy là anh làm ở nơi trại tù mà cai quản cái không? bọn Nam Cộng Hòa đấy, cái bọn mà đi bắt về đấy. Anh nói là ngày xưa đấy là nếu như mà Việt Nam mình mà không chiến tranh với Pol Pot đấy, mà không chiến tranh với Trung Quốc ấy, thì chúng nó chỉ đi tù vài tháng hoặc là năm là về thôi. Nhưng mà mình giải Không phóng không cũng phải 3 năm, 2-3 năm đấy, hai ba quay năm đấy em. lại thì là lại chiến Tại tranh vì với vì không không phải là Pol gì, Pot đi học hoặc là học tập chiến tranh cải với tạo. chiến tranh với Trung Quốc, cho nên là bắt buộc là phải nhốt chúng nó lâu. Chứ còn nói chứ bảo là cộng sản, em nói thật với anh, cái ngày đấy bọn em đói chết mẹ, ra cơm không có mà ăn, ăn củ chuối gạo làm ra thì phải gửi cho bộ đội ăn, bọn em đâu được ăn cái gì đâu. Em nói nghe em, hai thằng em mà chết ăn ăn củ chuối mà phải chết hai thằng em ấy. Cho Em nên biết là là tại sao ngày ngày xưa 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 là đói không? Đói không? Tại vì cái kiểu cái chính sách mà hợp tác xã đấy thì nó không năng suất, tại mình đến mình làm không làm thì cũng được một cung gạo, em hiểu không? Thì cái đó là mình đã làm nông dân ấy thì chẳng hạn là ra được bao nhiêu thì nghĩa là nhà nước chỉ cho mình được từng đấy như thôi. Rồi còn nhà nước phải thu thuế vào để phục vụ cho cái quỹ quốc gia, em hiểu không? Người thành phố thì người ta đi làm thì người ta cũng phải đóng đóng thuế, em hiểu không? Thì để mà nuôi nuôi bộ đội thì mới giải phóng được đất nước nhé, em hiểu không? Cái ngày xưa là nó như vậy. thì vậy cho nên là nói chứ bảo là ngoài Bắc người ta không đi chiến tranh nhưng người ta phải đóng gạo, đóng thóc, đóng tiền, đóng bạc. Như ở trong Người thành Nam phố, người ta phải đóng cái gì? người chính là người thành phố còn khổ hơn người nông thôn bây giờ đấy, Khổ em lắm thấy không? em. Người thành phố khổ khổ hơn, tại vì người thành phố người ta đâu có cái gì đâu, người ta cũng thuê nhà chứ người có chả có gì cả. Người nông thôn dù sao cũng có mảnh mảnh đất, em hiểu không? Có cái nhà rồi là có nhà nước cho ruộng. Bây giờ nhà em làm ruộng xong bắt đầu là hết, chờ chờ đến thời cơ mà coi như là lúa thì cứ chờ chờ đến thời cơ mà mình gặt thôi. Trong cái lúc mình chờ đợi thì mình đi buôn bán, em hiểu không? Rồi là đi 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 làm thợ hồ thợ hiếc tất cả các thứ, coi như là này kiếm ăn hơn người thành phố cơ. Ngày xưa người thành phố người sướng hơn người nông thôn, anh công nhận. Tại sao người ta có tiêu chuẩn gạo thóc rồi là đường sữa các thứ, đường rồi là thịt tất cả các thứ thứ Em còn hỏi người thợ người nông thôn thì không có. anh xem ở trên mạng có nhìn thấy cái bọn mà bộ đội đánh nhau này, rồi công an đánh bạc này, rồi công an đánh vi tính này, anh có nhìn thấy dàn trận cái đấy không? Anh nói là quần áo bộ đội ấy nếu chỉ có 20 phân thôi, ống của nó không chỉ có một 10 18 ly phân à. Đằng này cái quần Nhiều nhiều khi bây giờ một số nó, anh nói thật, một việc cái bộ quần áo bộ đội công an ở Việt Nam bây giờ vừa ra ngoài 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 mua đẩy đó cái bọn mua được, cái tại vì tràn dựng mua ở ngoài ngoài thị trường đấy, bây giờ mình đóng giả mình đeo vào thì được ấy, có gì đâu dễ. Bây giờ một số mà bọn mà nó dàn dựng là nó cảnh sát thì nó quay cái phim nó gửi ra nước ngoài là chuyện bình thường, em hiểu không? nó dàn dựng để anh kiếm tiền, hai nữa là nhỏ cái ngành Thì của đúng người ta, rồi. chứ nó chứ tưởng nó không hiểu cái quân sự Việt Nam như thế nào, cái kỷ luật về quân sự về bộ đội, anh Quân dàn đội dựng. Việt Nam nó vào quân đội Việt Nam kỷ luật nó gọi kỷ luật sắt đấy, em hiểu, đâu phải dễ đâu, đâu phải là vào dân mà là coi như là tán phét rồi là làm bậy bạ được đâu. Ruộng khoai ruộng sắn của dân mà giờ ăn trộm ăn cắp đâu được đâu, em hiểu không? Nó Đây bắt là kỷ luật là cũng cũng đi tù đấy, trong lính cũng đi tù. Cái đợt anh là ở đơn vị anh là có một số là lính như bị đi tù chứ không phải gì đâu, gọi em là thấy ăn trộm ăn cắp đấy, không? À, một tuần xử ngày với tòa án bình về xử đi tù luôn đấy, mấy năm luôn đấy, không phải đùa đâu, em kỷ ông luật bảo nó nghiêm minh lắm. thỉnh thoảng là bộ đội phải đi giúp dân, đi đánh cỏ Đi hay với dân chứ, đi với nhổ dân chứ, mạ. bọn anh đi gặt lúa rồi đi làm với dân đi đắp đê đắp tiếp có chứ, hồi có Nhưng chứ, mà dân vận mà, chính sách dân vận mà. ở bên hải ngoại đấy nó chẳng biết cái gì, ở Việt Nam ấy nó không biết cái quân cộng sản như thế nào ấy, thì nó chứ nói là Là cộng chính sách dân vận em à. Đây vâng đây em Huyền Huyền Nguyễn này cũng là ở ở Hà Bắc đấy, nhưng mà ở Vôi, em biết Vôi là gì? vâng vâng Em biết Vôi là gì? Từ 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 Bắc Giang đến từ Vôi đâu hình như 10 cây số ấy. Tân Yên đi lên khoảng độ 2 cây số trên vôi, Hả? từ Đi bao mà nhiêu, Tân Yên mười mấy cây số nhỉ? 2 Đi cây ra ngoài phải đến 20 mấy cây số luôn ấy.
đâu bây đường bây giờ nó đi, nó đi đường khác rồi anh ơi, không đi đường cũ nữa. Ôi thế à? Ôi thế Vâng, à? nó bây giờ đường mới hết rồi, bây giờ chỉ đi Ở thế hết thì nó 12 cây. đi 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 bên bên Lục Nam, Lục Nam à? Em Nó nói anh đi nghe nó này, thẳng ra cái mà từ đấy. Hà Nội đi lên Lục Nam, đi lên Cao Bằng Lạng Sơn đấy, một con đường mới Ừ. tinh, là Rồi. đường 4 chiều, đi kiểu kiểu Wow. lắm một vèo một phát ra đến nơi rồi, không có như ở những Wow. con đường bé tí tí mà gập gà gập ghềnh như Từ trước ngày đây. xưa là anh từ từ đơn vị anh ra mà ra đến thị xã mới là 21 cây đấy. Vâng, Em hiểu không? bây giờ đi Anh gần ra lắm. đến 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 ngã ba coi như cao cao thượng đấy là từ trong đưa chỗ đơn vị anh ra đó là 3 cây số, mà từ đó ra đến thị xã Bắc Giang là 18 cây, là 21 cây tất cả. Mà từ anh từ thị xã Bắc Giang mà đến Vôi đến Ga Vôi cũng khoảng 7 10 cây số. Tại vì cái sư đoàn 365, cái sư đoàn của anh ngày xưa nó nằm ở trong Vôi mà, hiểu không? Em đang Giờ đi nói đi ra anh nhớ. là từ năm ngoái trở về đây ấy, là ở Việt Nam ấy, là nó bắt hết những cái bọn cầm đầu, cái bọn đi biểu tình ấy, bọn cầm đầu bắt hết này, Bắt là đúng chứ, tại sao bắt cái hết rồi, nhưng bọn ấy như thế nào? Bắt hết, sau nó là phá hại đất nước, làm cũng làm coi như đi, hiểu không? như Sống nhân ở trong đất nước ở đâu cũng thế thôi em ơi, à, mình cũng là phải tuân thủ các pháp luật chứ, mình làm sai nhà là mình nước được, bên này mình. em đâu mà bậy bạ đâu, Vâng, người ta bên bên chứ này em. bảo là cái bọn phản quốc này ấy, mà nếu như mà hắn chửi đi biểu tình không ấy thì là bắt nó đi tù không làm sao, mà cái bọn mà đã mang mang đạn đi 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 họ đi đi và chống phá này thì cái bọn phải lên tử hình đi, mà đi tù có mười mấy năm. Như cái thằng Nguyễn Quang Thuận đấy, đem hình ảnh Bác Hồ ra đi gõ, rồi là để chửi nhục nhã không ra cái gì, này ăn mặc quần áo bộ đội, rồi là chửi bả không ra cái gì. Cái thằng đấy mà không tử hình như để làm gì, tức là bắt hết cái bọn làm đầu rồi, xử từ năm ngoái về đây đến tới đây là xử cái vụ thằng thằng thằng, thằng mấy mấy thằng gì đấy mới mới xử xong này, ngày tới đây là Em xử. à, để anh nói cho em cái này, bây giờ Việt Nam mình là ký với công ước luật pháp quốc tế, mình không thể là coi như là giết được cái đó, là thế giới bây giờ mình hòa nhập với thế giới rồi, mình không thể mình làm được như mình dân mình như thế, nhưng mà nhà nước người ta không thể làm được các em ơi, tại vì nó còn có báo biết các thứ nước ngoài nữa, nên quốc tế người ta lên án em à. Mà đi đi biểu tình mẹ nó bắn, nó thập nó bắn chết luôn, nó đừng có tưởng. Em chốc nữa em gửi cái hình mà nó bắn em, mà cho anh xem, à nó bắn tật thể, nó không có Trung Quốc, nó không có như Việt Nam mình là chân thật À thì đâu. Việt bên bên một cái Trung Quốc nó khác chứ, mình cũng không thể nói là bên bên Trung Quốc nó là mạnh hơn bên Việt Nam mình. Tại sao? Cái đất nước Trung Quốc nó rộng, nó rất là rộng, đông và nó còn phức tạp hơn Việt Nam mình nhiều chứ. Nó còn có biểu tình rồi nó có bạo loạn cái vụ Thiên An Môn, rồi là những bọn bên Nội Mông bao nhiêu thứ. Nếu mà nó không làm mạnh ấy, thì đất nước Trung Quốc nó rộng và là nó loạn, em hiểu không? Việt cũng Nam làm mình may là dân số nó à, còn ít hơn, nó là tỷ tỷ ba tỷ tư, nó là tỷ tư mà. là chứ chủ quan thì không chủ quan, nhưng mà Việt Nam mình là có cái nhân đạo Nhân nhất đạo, rồi. phần là nó đúng ra là Việt Nam mình cũng không thể là áp dụng như gì của Trung Quốc được, tại vì Trung Quốc nó là cường quốc mà. Bây giờ nó thật sự nó làm loạn đấy, chả có thằng nào dám làm gì nó. Em biết cái vụ Thiên An Môn năm 1989 thì nó dùng xe tăng nó kèn kết cái vụ mà sinh viên biểu tình tất cả các thứ rồi tất cả các nước rút hết về là coi như là không làm ăn, nó bảo nó không sợ, cuối cùng là Mỹ rồi là tất cả Canada tất cả các nước lại quay lại, hiểu không? Nó đâu có sợ đâu, Nó giết hiểu đâu, không? bắt nó mổ tim, nó lấy tim lấy gan luôn đấy, nó không phải Ừ. cái chuyện Cái nhỏ đợt đâu. đấy nó dùng xe nó cán người luôn chứ, nhưng mà cái Việt Nam mình không thể dùng chính sách kiểu như của Trung Quốc được, em hiểu không? Em Tại vì nó là một cường quốc mà, nước hiểu người ta không? Nó quân sự rồi nó về về kinh người tế ta thì nó mạnh lắm. rèn người dân, người ta Ừ. cũng rèn chứ không có như Việt Nam, Ừ. ai đâu mà cảnh sát Ừ. mà để đánh kìa. Em thấy nước Mỹ đứng lại giơ tay lên, còng tay quỳ xuống không à, chống đối phát nó bắn tăng phát vào gọi vào giỏ nó để đấy. Việt Nam mình đâu dám Mà làm nếu mà ấy nó bắn vào đầu luôn đi. đâu. Em thấy ở Việt Nam mình có một cái cô này cô đang làm thịt, cô nói chuyện với cảnh sát vào thì cầm dao kiểu mà cái kiểu như thế này nên nó bắn chết luôn chứ đâu phải là gì đâu. Mà em hiểu không? Ở bên Mỹ đây, rồi là